Ui, em ơi bưởi em to thế. Cái gì? Em ơi bưởi em to thế. Thằng vô dân quá. Ui, em ơi bưởi em to thế. Bưởi riêng anh. Bưởi riêng anh. Đã thế bố vả cho bưởi cái láo. What? Wow. Ai hốt đi mà. Bưởi riêng. Làm quá anh ơi. Đang quá anh ơi. Em cứ tự ảo tưởng. Biết đi. Bị tát này. Quyết được sao tao bị tát luôn. Mua bưởi bị tát là nào nhỉ? Mày yêu nào tôi đây. Ôi em ơi, sao bưởi em to thế? Hả? Cái gì vậy bà nội? Ôi em ơi, sao bưởi em to thế? Bưởi này có cùng 157 được không? Ôi giời ơi, chuẩn như sách giáo khoa luôn anh. Nhưng mà nhìn thì cảm giác hơi héo ấy. Ôi giời, to tròn đẹp thế này anh ạ. Mọng nước anh sao rồi đi thơm đấy, thơm đúng không? Thơm bao nhiêu quả? Đấy, người nghìn đấy. Anh trả mấy 50.000 quả luôn. 50.000 á? Ừ. Giờ thì quá được anh. Bán anh còn đô nhá. Đây bán đô cho anh. Ôi em ơi bưởi em to thế. Ai cô đứng hình mất 5 giây. Bưởi này mà trung thu mà đi chơi thì ô tô ôi luôn. Vâng bưởi này được. Ôi em ơi bưởi em to thế. Thằng vô dân quá. Con mẹ mày đánh chết cha bây giờ. Ôi em ơi bưởi em to thế. Bưởi riêng anh ấy. Làm quả về cũng giảm tháng 7 đi. Bưởi này mà trung thu thì cầu. Bưởi này mà trung thu đi đâu nhỉ? Rước đèn à? Ôi em ơi bưởi em to thế. Bưởi riêng anh à. Bưởi riêng anh bảo có bưởi này mà. Đấy, anh bảo bưởi em ơi bưởi nhầm bưởi rồi. Ôi em ơi bưởi to thế. Ơ mẹ cái thằng này phá cho cái. Ê đã mía. Ôi em ơi bưởi to thế. Thằng vô dân quá. Cái này bán bao tiền quả đấy? 5.000 thôi anh. Rồi lúc này lại đây nào. Oh my god, such a huge melon, bro. Where do you get that? What? Oh my god. Ôi mày bưởi em to đấy. Giết anh ạ. Này có cung giam được không? Ui giời, chuẩn bài luôn. Mà nhìn nó héo héo kiểu nó chảy. Ôi, héo, nó trắng đẹp lên anh ấy, chảy. Chảy rồi. Đẹp này. Chảy, thôi mày bán người khác đi. Ôi em mày bưởi to thế. Ê, đám gì á? Mẹ biết mày buồn á. Ôi em mày bưởi to thế. Bưởi riêng anh, làm luôn, làm quả luôn. Có bán không? Bán chưa anh? Bưởi này nhìn có vẻ tươi đấy nhỉ? Trắng đẹp luôn. Ồ, anh thích là thích tươi thôi. Ôi em ơi, bưởi em căng thế. Cái gì vậy bà nội? Ôi em ơi, bưởi em căng thế. Hả? Bưởi riêng anh. Bưởi riêng anh. What? Mà nó... Chạy. Trời ơi, cái này anh còn chê nữa, trắng cho to tròn anh chê thế thì anh không có bưởi nào bằng bưởi này được cả. Cái này có cùng ra tháng 7 được không? Ôi em ơi bưởi em to thế. Ơ ừ, mẹ cái thằng này. Bưởi này có cung trăm được không? Ôi giời chuẩn bài luôn anh ấy. Mua luôn. Bao tiền quả đấy? 5.000 thôi anh. Rẻ mà to tròn. Anh mua không? Ừ, bưởi em. Bưởi em. Bưởi em. Hai đồ.
Xin chào anh. Em ơi, sao bưởi em to thế? Làm quả đi anh. Làm quả đi. Nó nhìn được mày có mai quả bưởi chạy sau ba đứa kia rồi, không nhìn thấy à? Em đi đây thì anh này bảo là... Ôi em ơi, nhìn bưởi tươi thế. Cái quái gì vậy hả? Làm quả anh à? Bao tiền quả? Lấy anh 10.000 thôi. Bưởi tròn lắm anh sợ làm gì nhiều. Ôi em ơi, bưởi em to đấy. Phải bị điên à? Để chết anh à? Ô, con cho... cắp hương được không? Ôi được anh ơi, cắp hai quả luôn. Biểu bổ này, bữa này hơi sần sùi. Ôi em ơi, bưởi em đẹp thế. Cái gì dám ăn? Bưởi đâu vậy? Bưởi diễn. Làm quả anh. Nhìn mịn phết nhỉ? Mịn mà anh, thơm tròn to, mọng nước. Bao tiền quả? Em lấy anh 40.000 thôi. Thôi bán rẻ cho anh 10.000 quả nhá.